Vâng, chúng tôi đã nhận được tín hiệu từ tổng đài 1900 6145. Xin được chào khán giả, xin mời khán giả giới thiệu về mình và đặt câu hỏi cho hai vị chuyên gia tại trường quay. Alo, xin chào khán giả. Dạ vâng, chào. Alo. Dạ vâng ạ. Không biết là ngày hôm nay thì khán giả đang quan tâm đến lĩnh vực nào? Chào chị, em là con bò nuôi mà này được hơn 2 năm rồi, nhưng mà bò là dự hiện tượng là ai cắn mà đi từ cái khó khăn. Rồi là bên dưới cái yên của bò là bên hai chân trước á, là ngay cái yên của nó đó, là ăn thùng nước xuống một bọc to luôn. Ăn thùng lá cái yên mà to luôn. Yếm. Nói đi. Vâng. Cái yếm bò á. Vâng ạ. Có phải cái yếm bò mà nó bị chảy xệ đúng không? Anh. Dạ, yếm mà. Là có bị yếm mà có nước ấy. Vâng, đúng rồi. Vâng. Đề phòng bệnh tuyết trùng đi anh ơi. Đề phòng bị bệnh tuyết trùng, bây giờ anh bảo thú y hoặc là gia đình mua thuốc về tiêm cho nó các cái loại thuốc tôi đọc chậm cái này thì anh xử lý này. Dạ, cho nó lại cái này. Cái yếm của bò là ngay trước đó, ngay cái yếm đó. Được rồi, tức là cái yếm nó bị thùng đó. Cái yếm nó bị sưng lên, yếm nó bị sưng lên đúng không? Dạ, có sưng lên ạ. Đúng rồi, yếm nó sưng lên và con bò nó có dấu hiệu của khó thở. Đấy. Khó thở thì nó nghi là bị tuyết trùng. Thì bây giờ anh sẽ xử lý theo phương án này thì nó sẽ ổn. Kiểm tra. Có cho mọi người lại cái là ví dụ như trường hợp này là mình mà đang bên mất nước và phải đi bên đờ bên khoe là phải nhiều tiêm thuốc chỉ thầy hướng dẫn em đấy. Anh tiêm các loại thuốc này. Nếu nó sốt, anh kiểm tra cái thân nhiệt, nếu mà thấy mà thân nhiệt mà nó 39 độ thì anh phải tiêm hạ sốt cho nó bằng Anagin. Đó là thuốc thứ nhất. Kèm theo thuốc bổ vitamin C, vitamin B1 hoặc là B complex, caffeine, tức là bốn thuốc bổ thì có bốn loại là thuốc bổ thì có ba loại và hạ sốt là Anagin này. Thuốc bổ có ba loại gồm có B1 hoặc là B complex. Thế rồi là caffeine và vitamin C, đấy là cái dòng thuốc tăng sức tăng lực. Hạ sốt. Em xin nói thầy là tôi yên qua điều trị một tuần nữa mà không lại không đầu với bữa là cũng thấy cục đấy mà thấy hai bữa ấy từ hôm qua giờ là thấy cái cục cái nuôi lên thầy là cái bọc nước lên đây nuôi lên mà tôi yên điều trị bỏ đi một tuần rồi. Vâng. Thì anh cứ điều trị theo cái đơn của chúng tôi xem nó có đỡ không. Dạ thầy cho em chút kia chắc không mua à? Thuốc tuyết trùng à? Tức là nghi là bị tuyết trùng. Thế còn cái kháng sinh thì anh sẽ sử dụng các cái thuốc tập trung trong cái hướng của bệnh tuyết trùng như là penicillin cộng citet hoặc là canamicin hoặc là vidante hoặc là macavet hoặc là sáng anh tiêm macavet chiều anh tiêm vidante đấy. Thế hoặc là anh tiêm cái canamicin và phải tiêm còn mang thai này ạ. Mang thai bây giờ quan trọng là cứu mẹ chứ thai không quan trọng. Mẹ có mẹ thì sẽ có thai. Cho nên phải xử lý theo cái hướng là cứu mẹ thì anh cứ tiêm cho chúng tôi, nhưng mà tiêm thì anh cứ tiêm liều cao, sau đó anh tiêm liều giảm dần. Đấy, thuốc thì anh dùng thì canamicin hoặc là anh dùng cái tiêm vidante hoặc là cái macavet. Thế còn thuốc bổ thì tôi đọc lại là gồm có B1, B complex, vitamin C, caffeine, hạ sốt thì tiêm cho nó cái Anagin. Thế thôi nhá. Dạ, em biết rồi thầy. Em cảm ơn thầy ạ. Dạ vâng, xin được cảm ơn những tư vấn vừa rồi của chuyên gia Vũ Ngọc Sơn và xin được cảm ơn câu hỏi của khán giả.